Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm kẹp rắn anh em. Kẹp rắn là những con rắn đang ngủ trên cao ấy, anh em mà đi mà bắt sau buổi tối bắt rất là khó. Nên là mình sẽ chia sẻ cách làm kẹp để anh em bắt sẽ đơn giản và sẽ không mất nhiều thời gian nhé. Cách làm kẹp rắn đơn giản mà hiệu quả cao. Trước tiên thì anh em chuẩn bị cho mình một cây thép AC dài khoảng 85 đến 90 cm và một ống tít 21 khoảng 20 cm, và một đoạn dây dù khoảng 3 đến 4 mét đấy là tùy anh em, còn một cây xào chừng như khoảng nhiều mình là 2,5 mét. Anh em có thể làm là 3 mét này hơn tùy anh em. Và dây chun con dính đen. Trước tiên là anh em chia đôi với cây ra, với cây thép AC là khoảng cách của nó ra. Đây mình chỉ làm áng chừng làm video hướng dẫn anh em làm kẹp thôi nhé. Mà kẹp thực tế thì mình đã làm, đã dùng được mấy năm nay rồi, bắt rất là hiệu quả anh em ạ. Trước tiên em uốn phát như này, sau đó anh em sẽ uốn tiếp tục uốn như này, đây nhé, khoảng chừng 2 cm anh em. Anh em uốn gập vào phía trong nha, uốn vuông góc, đây là uốn vuông góc, và bên này cũng vậy, bên này anh em cũng uốn bằng đấy, uốn bằng như này. Uốn vuông góc, đây thay vào nhau này nhé. Tiếp tục anh em sẽ đo từ đỉnh mỏ này xuống đây khoảng chừng là 20 cm. Anh em đẻ ra như này cho mình, anh em lưu ý cái mỏ quay trong này để ngược lại nhé, để ngược lại cái mỏ như này đấy, và bên này như thế, anh em để như này đấy. Đấy, như thế cái kẹp rắn này anh em mới đây để hình khúc khi chưa cho vào trong ống tim nó sẽ như này nhé. Xong rồi tiếp tục anh em sẽ cho vào trong ống tim sắt này. Đấy, rất là đơn giản hiệu quả anh em nhé. Mình ngày xưa cũng đi soi bắt rắn từ rất lâu, bắt đầu tay nhiều con trèo cao mà bắt đến khó khăn lắm. Thế là mình làm kẹp này từ lúc đầu kẹp này bắt là rất là dễ. Đấy. Tiếp tục là anh em chuyển vào xào. Như này mà con rắn thường thường ngủ 2 mét, có thể 3 mét là anh em không phải trèo, vẫn có thể đứng dưới đất, có thể kẹp bắt nó rất là đơn giản, không mất nhiều công sức mà tỷ lệ không bị mất hàng, kẹp là được.
nó mắc vào gai đấy, nó đất lên chun thì nó sẽ tuột móc, anh em cái cuốn băng dính hết này. Dây dù đây anh em sẽ buộc vào đây. Đây. Như này gọi là đã hoàn thành một cái kẹp em nhé. Đấy. Thì tao tán ngủ là anh em có thể lùa kẹp móc vào như này và anh em kéo nó từ từ như thế này, kéo như thế này. Đấy. Khi cái này nó thít xuống rồi ấy, thì rắn sẽ không chạy đấy anh em nhé. Đây, ví dụ như này, thít vào đây. Ví dụ như này này. Đây. Kẹp vào rắn anh em nó thít thế này thì nó sẽ giữ vào đây, giữ như này rất là chắc anh em ạ, anh em giữ này rất chắc không ra được đâu. Đấy, nhớ anh em bảo là làm rắn nhiều lúc có hay bị mất hay bị tuột đấy, rất là phiền, rất là mệt, mà đi xoay không phải là dễ thấy rắn đâu, nhiều lúc đi rất lâu mới gặp được một con cơ, nên mình sẽ làm hướng dẫn anh em làm kẹp như này thì anh em sẽ không mất nhiều công sức nữa, mà lại dễ bắt cả các loại rắn độc, anh em dùng cái kẹp này sẽ an toàn hơn nhiều, không còn dùng đến tay nữa. Anh em lưu ý là khi anh em kẹp được rắn rồi nhé, kẹp được rắn mà nó mắc vào cây ấy, bình thường cứ kẹp xong và rắn anh em giữ này nhưng rắn ra được nhiều con nó mắc vào cái dây của cành cây ấy, thì anh em phải giữ ở cái dây này và giữ cả cây và cả cái kẹp này, anh em giữ này anh em kéo xuống được. Còn anh em mà đặt cầm lại cái kẹp này ấy, thì cái cây nó sẽ rút cái kẹp lên là sẽ bị tuột hàng. Đấy, anh em phải giữ cả như này. Đấy. Anh em kéo từ từ xuống này và bắt nó. Khi bắt thì anh em đẩy cái lên một tí là nó há ra này, anh em có thể bắt rắn là rất là dễ, đơn giản. Anh em xem video thì nhớ cho mình xin một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn anh em nhiều. Xin chào anh em và chúc anh em săn bắt vui vẻ và an toàn. Bây giờ mình xin mời anh em xem mình test kẹp cho anh xem nhé. Test kẹp bắt rắn thực tế để cho anh em xem. Rất là hiệu quả anh em ạ. Giờ mình sẽ bắt nó nha, mình sẽ dùng kẹp anh ngủ trên cao. Ngủ rậm lắm, mới có cọc kẹp lùi vào lơi không đây. Chạy. Đang muốn chạy. Chạy này, anh em nhìn này. Đấy. Chạy nó không thoát được khỏi kẹp của mình đâu. Đấy. Ở dưới con nữa anh em ạ. Anh bảo kẹp đây này, của mình đây nhá, kẹp nó có chạy sao được. Đấy. Một con đã được vào túi anh em ơi, và chuyển đến chơi con thứ hai. Con thứ hai ấy vậy. Con thứ hai đã bị bắt anh em rồi. Hai con ngủ một cây luôn. Đấy. Anh em làm cái kẹp này ấy, bắt rắn trên cao thích lắm. Không chạy đâu. Anh em ai mà có muốn làm kẹp thì cứ liên hệ mình nhé, mình sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em cùng săn bắt, cùng đam mê. Anh em ơi, quả là quả kẹp thần thánh anh em nhé. Đấy, do đi một mình nên
lúc kẹp nó không quay được anh em ạ. Chim luôn. Anh em thấy được không? Quá là đẳng cấp.